Chúng ta sẽ tiếp tục cái câu chuyện Giáng sinh. Chúng ta sẽ trở sang cái Luca đoạn 2. Rồi, xin mời đọc dùm từ câu 1. Lúc ấy, Caesar Augustus ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria. Ai nấy đều đến thành mình, khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilê lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude, để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình, đang có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh đẻ của Mary đã đến. Người sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Rồi, trong cái lúc mà Mary đang mang thai thì Kinh Thánh cho chúng ta biết điều gì? Lúc ấy Caesar Augusto, chúng ta biết Caesar là tước hiệu của hoàng đế La Mã. Tất cả những ông nào mà lên làm vua La Mã đó thì được gọi là Caesar hết, giống như là ông nào mà làm vua Ai Cập đó, thì được gọi là Pharaoh. Nhưng mà tất nhiên là mỗi ông có một cái tên riêng. Ví dụ như trong cái thời kỳ này thì ông đó ông tên là Augustus. Cho nên khi người ta nói là Caesar Augustus thì người ta đó là ông vua Ai Cập và tên của ông là Augustus. Đấy, hoặc là Pharaoh Neco gì đó, thấy không? Thì là coi như là đó là tước hiệu, Pharaoh là tước hiệu của vua Ai Cập, còn Caesar là tước hiệu của La Mã, vua La Mã. Và cái thời kỳ này là La Mã đô hộ hết tất cả các nước. Trong cái vùng này, La Mã, vua La Mã đô hộ hết. Cho nên là Israel cũng thuộc dưới quyền của vua La Mã luôn. Đấy. Rồi nước Israel có một cái quan tổng đốc riêng. Tổng quan tổng đốc có cai trị Israel và các vùng khác nữa. Có nhiều vùng. Nhưng mà trên cao nhất là ông vua La Mã. Như vậy thì vua Caesar Augustus đã ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Đó, kiểm tra dân số. Này là kiểm tra dân số cả thiên hạ. Có nghĩa là lúc bấy giờ La Mã đang nắm bá chủ toàn cõi, toàn cầu. Cho nên là lập chiếu chỉ, lập sổ dân trong cả thiên hạ. Câu 2 nói là việc lập sổ dân này trước hết là nhằm khi Kyrie làm quan tổng đốc xứ Syria. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Điều đến thành mình là sao? Là bởi vì có những người tha hương á, họ đi đến những thành khác sinh sống, nhưng mà gốc gác của họ giống như cái hộ khẩu gốc của họ đó là ở tại nơi khác, cho nên họ phải trở về. Họ trở về thành, giống như trường hợp Joseph vậy đó. Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude. Như vậy là chúng ta biết rằng là dòng dõi nhà David á là quê hương tại Bethlehem, mà ông Joseph này ông lên xứ Galilee ông sinh sống, cho nên là ông phải buộc trở về Bethlehem là thuộc miền Nam đó, Bethlehem gần cái Jerusalem đó. Từ miền Bắc ông phải trở về miền Nam, ông từ xứ Galilee trở về xứ Jude để về mà khai tên vào, bởi vì người ta kiểm tra dân số đó. Kiểm tra dân số thời đó là coi như phải trở về thành và khai tên rồi. Và chúng ta biết rằng ở đây không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu. Không phải tự nhiên ông này ông hứng lên rồi ông làm cái việc đó đâu. Không phải là ông vua này ông hứng lên rồi ông kiểm tra dân số đâu. Nó có một cái sự can thiệp thiên thượng. Có một sự can thiệp thiên thượng. Đức Chúa Trời muốn làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ngài. Ứng nghiệm lời tiên tri của Ngài. Cho nên là Chúa đã sắp xếp hết tất cả mọi sự rồi. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là lời tiên tri cho chúng ta biết rằng là Chúa Giêsu sẽ sinh ra tại Bethlehem. Đấng Messi sẽ sinh ra tại Bethlehem. Mà Joseph và Mary thì đang ở miền Bắc. Cho nên là ông vua đó ông có một cái chiếu chỉ. Và chiếu chỉ đó dường như chúng ta thấy không liên quan gì hết. Vua La Mã thấy là một chiếu chỉ dường như không liên quan gì hết, nhưng mà chính cái chiếu chỉ đó khiến cho Mary và Joseph phải buộc phải từ xứ miền Bắc về miền Nam tại Bethlehem để mà kiểm tra dân số. Bởi vì lời tiên tri nói trước trong sách Malachi rằng là Đấng Christ sẽ sinh ra tại Bethlehem. Lời tiên tri như vậy đó.
Nên chúng ta thấy rằng là trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Có nhiều chuyện xảy ra không phải là ngẫu nhiên, không phải là tình cờ. Nhưng mà nó do sự sắp xếp thiên thượng. Khi mà Chúa có cái chương trình cho chúng ta rồi đó, thì Chúa có quyền khiến cả thế giới này thay đổi để làm cho phù hợp với chương trình của chúng ta, chương trình mà Chúa dành cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta thấy những biến động xảy ra trong thế giới, nhưng mà chúng ta không biết rằng có những biến động hay là có những hoạn nạn, thậm chí có những hoạn nạn, mục đích của Chúa đó là dành cho chúng ta cái chương trình mà Ngài muốn trong cuộc đời của chúng ta. Mỗi người chúng ta có một cái việc mà trở lại với Chúa, tin Chúa khác nhau. Giống như là Joseph, Mary phải trở về quê hương của mình, thì chúng ta cũng trở về với đấng tạo hóa của mình, trở về với Đức Chúa Trời theo nhiều cách khác nhau. Có những biến cố xảy ra trong cuộc đời chúng ta mà đưa chúng ta đến đó, đến với Đức Chúa Trời. Đấy, có người thì bệnh tật, và chính cái bệnh tật đó đem mình về với Đức Chúa Trời. Giống như thầy vậy đó, chính cái bệnh tật của thầy mà khiến cho thầy trở lại, chứ hồi đó thầy không có tin Chúa. Hoặc là có những hoàn cảnh chứ không phải nhất thiết là bệnh tật. Cho nên đó lý do tại sao Chúa trong văn sách văn Chúa nói là không phải các ngươi chọn ta, bèn là ta chọn các ngươi. Bèn là ta chọn các ngươi. Hoặc là Chúa nói là Chúa đã gọi chúng ta rồi, Chúa đã kêu gọi chúng ta, Chúa có chương trình, Chúa kêu gọi chúng ta, và Chúa đã định tên chúng ta vào buổi sáng thế, Chúa chọn chúng ta vào lúc sáng thế. Chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời có quyền can thiệp trong mọi sự để thực hiện cái chương trình của Ngài. Rồi, để khai sổ vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Hứa gả thôi mà đã đương có thai. Coi như là bây giờ mà khai tên thì coi như là bà Mary là vợ rồi. Joseph khai tên là Mary là vợ rồi, nhưng mà lại là Kinh Thánh nói là hứa gả mà đương có thai. Hứa gả thì làm sao được quyền ăn ở với nhau mà có thai. Đấy. Và chúng ta nếu chúng ta đọc sách Matthew thì chúng ta biết rằng là Mary có thai này không phải là thai dựng bởi Joseph, mà trong sách Luca đoạn 1 chúng ta cũng học là thai dựng này là bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Mà trong sách Matthew nói rằng là Joseph đã để bảo vệ Mary mà giấu cái chuyện đó đi, và sẵn sàng kết hôn với Mary. Giấu cái chuyện đó và sẵn sàng kết hôn với Mary để bảo vệ Mary không phải bị ném đá chết. Bởi vì người nữ mà đang hứa gả với một người khác mà có thai thì có thể bị ném đá chết. Trong sách Matthew thì nói rằng là Joseph là người có nghĩa, cho nên ông đã giấu nhẹm cái chuyện đó đi. Ban đầu thì ông còn phân vân, ông nói là ông tính là ông từ hôn, tại vì cái chuyện mà coi như là chưa lấy ông mà có thai là nó một cái sự gì đó sỉ nhục, là một cái sự phản bội đó. Nhưng mà ông không muốn làm lớn chuyện ra, ông muốn là coi như là từ hôn thôi. Nhưng mà từ hôn thì cũng không xong, bởi vì nếu mà từ hôn thì cái thai nó sẽ lớn lên, mà khi nó lớn lên thì Mary sẽ phải chết. Cho nên Mary khi mà nói với Chúa rằng là tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền, là một quyết định của đức tin, là coi như là liều lĩnh, phải nói là như vậy, dám tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Bởi vì khi bà chấp nhận cái thai đó, đó thì có nghĩa là bà đang chấp nhận với án tử hình. Bởi vì một trinh nữ mà có thai, một trinh nữ mà có thai là còn chết nữa, chứ đừng nói một trinh nữ đã hứa gả cho một người khác rồi mà lại có thai nữa. Cho nên đó là một đức tin đặc biệt. Tôi đây là tôi tớ của Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời Ngài người truyền. Đó là bà phó thác hoàn toàn sinh mệnh của bà cho Chúa. Cho nên khi Joseph đang phân vân không biết phải làm sao, ông tính là từ hôn. Nhưng mà nếu ông từ hôn thì cái thai nó vẫn lớn lên và bà sẽ chết. Cho nên ông vẫn cứ phân vân chuyện đó, thì thiên sứ hiện ra và mách bảo cho ông biết rằng là cái thai này không phải là thai của con người nhưng mà là của Đức Chúa Trời. Vì có đó mà ông chấp nhận lấy Mary làm vợ. Nhưng mà tất nhiên là không có ở với Mary cho đến chừng sanh Chúa Giêsu ra. Như vậy thì sau khi ông kết hôn với Mary thì ông đem Mary về và bây giờ thì đi khai tỏ sổ. Đang khi hai người ở đó thì Ngài sanh đẻ Mary gần đến. Người sanh con trai làm lấy khăn bọc chồng mình, con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Chúng ta nhớ, khi chúng ta học Kinh Thánh thì Kinh Thánh nói cái gì chúng ta tin vào cái đó nha. Chứ không phải là chúng ta học Kinh Thánh rồi bắt đầu chúng ta là suy diễn ra, mà suy diễn của chúng ta nó lệch.
nó lệch lạc. Chúng ta thầy thấy mỗi lần mà kỳ Giáng sinh á, người ta hay tổ chức Giáng sinh, người ta đóng cái kịch Mary với Joseph đi về Bethlehem, đông người quá, đến cái điểm nhà trọ đó xin được có cái phòng trọ để ở, nhưng mà ông chủ quán tham tiền cho nên chủ quán không có cho Mary và Joseph ở. Tham tiền, Mary Joseph nghèo quá không có tiền để vô cái nhà quán đó. Nó là cái sự suy diễn sai trật, bậy bạ. Kinh Thánh nói là nhà quán không đủ chỗ ở, cho nên buộc phải đi ra cái chuồng chiên hay là cái chuồng súc vật đó, chứ không phải là do nhà quán có chỗ mà ông chủ quán tham tiền. Nhiều, thầy thấy nhiều cái vở kịch ở trong cái mùa Giáng sinh như vậy. Joseph, Mary là coi như là chưa hẳn là người nghèo, chưa chắc là người nghèo, nhưng mà cái chuyện ở đây mình thấy rõ là nhà quán không đủ chỗ ở. Rồi câu 8 nói rằng là vả cũng miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Chúng ta đọc tiếp, xin mời đọc tiếp từ câu 8. Vả cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là, hôm nay, tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Rồi, đang khi như vậy, đang khi mà coi như là sanh con mình và đặt nằm trong máng cỏ, chúng ta biết máng cỏ là cái máng để dành cho súc vật nó ăn, dành cho súc vật ăn. Và bây giờ là không có chỗ ở nữa, bởi vì tất cả các phòng trọ đều đầy kín người hết rồi, người ta từ các nơi người ta đổ về đầy kín hết rồi, cho nên mới ra chuồng chiên. Và bây giờ đau đẻ sanh ra thì biết làm sao bây giờ đặt con mình ở đâu, không có giường, không có nệm, không có gì hết. Thế là bắt đầu để con mình ở trong cái máng cỏ, rồi mới bọc khăn lại để cho cái cỏ nó đừng đâm vào. Chúng ta biết rằng đó là cái ý định, là mục đích của Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép chuyện này xảy ra? Tại sao Đức Chúa Trời không dành một cái phòng trọ nào đó? Và còn hơn nữa, tại sao Đức Chúa Trời không cho phép Chúa Giêsu sanh ra bởi một trong một cung đình hay trong một nhà giàu sang trọng nào đó? Nhưng mà tại sao lại sanh ra rồi lại được đặt nằm trong máng cỏ? Chúng ta rất là hiểu, rất là rõ cái chuyện này. Đã bởi vì Ngài vốn giàu, nhưng mà vì chúng ta tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài mà chúng ta được nên giàu. Nghĩa là khi sanh ra, Ngài đã chấp nhận cảnh nghèo hèn, đó là Ngài được đặt nằm trong máng cỏ từ lúc sanh ra cho đến khi lúc qua đời thì lại không có mồ để mà chôn, phải chôn nhờ người khác, chôn vào mồ của người khác. Còn lúc mà đi giảng đạo thì con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ gối đầu. Cho nên Ngài đã trở nên nghèo để cho chúng ta được nên giàu, một cái sự trả giá độc nhất vô nhị. Nghĩa là Ngài trả giá cho tội lỗi chúng ta, Ngài trả giá cho sự chết của chúng ta, Ngài chịu sự trừng phạt thay cho chúng ta. Và bây giờ Ngài còn nên nghèo để cho chúng ta được nên giàu. Đó là một lẽ thật vô cùng quan trọng. Chúng ta phải giàu trong đời này, và tất nhiên chúng ta sẽ giàu ở trong đời sau nữa quý vị. Chúng ta hãy công bố điều này, hãy nói ra trong đức tin điều này, để rồi chúng ta thực sự giàu có và trở thành nguồn phước cho những người khác. Vì Chúa đã làm rồi, Chúa đã nghèo rồi, Chúa đã nên nghèo từ lúc sanh ra cho đến lúc cuối cùng cuộc đời của Chúa luôn, để cho chúng ta được giàu có một cái sự trao đổi thiên thượng. Và cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất là sợ hãi.
Đấy, như vậy thiên sứ hiện ra và vinh hiển chói lòa. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì ta là, vì này ta báo cho ngươi một tin lành, ấy là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. À, chúng ta thấy rằng là có những đứa trẻ sinh ra đó, không biết nó tương lai nó là như thế nào. Hầu hết những đứa trẻ sinh ra không ai biết tương lai nó như thế nào. Không biết là tương lai nó sẽ trở thành một người vĩ đại, đem lại ích lợi lớn cho một dân tộc, hay là cho thế giới, hay là một đứa trẻ sinh ra nó tương lai nó sẽ trở thành một kẻ hủy diệt thế giới giống như Hitler. Không ai biết cái điều đó. Tất cả những đứa trẻ sinh ra thì gia đình vui mừng vì đã sinh một đứa trẻ ra. À, nhưng mà không biết tương lai nó là sao, nó là một kẻ hủy diệt, nó là một kẻ độc tài, hay là nó là một người mang lại phước lành cho nhiều người. Không ai biết điều đó. Nhưng mà đứa trẻ được sanh ra nằm trong máng cỏ thì đã được báo trước rồi, đã được báo trước rồi. Thậm chí nó sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân, vui mừng lớn cho muôn dân nhân Việt, cho tất cả các dân tộc luôn. Đứa trẻ này sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Đấy. Giống như ông dân là sự vui mừng của nhiều người, nhưng mà Chúa Giêsu thì là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Là vì sao vậy? Nói tiên tri luôn về tương lai của đứa trẻ này, đó là: ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế. Một đấng cứu thế là cứu cả thế giới này, chứ không phải là bình thường nữa. Thế giới này đang ở trong trầm luân, ở trong khổn khổ, trong quyền lực của ma quỷ và trong sự cai trị của sự chết. Trong sự cai trị của sự chết, không ai thoát ra khỏi sự chết hết. Nhưng mà bây giờ có một đấng cứu thế đến đưa cứu nhân loại ra khỏi quyền lực của tội lỗi của ma quỷ và của sự chết, để người ta lấy lại được sự sống, người ta có một hy vọng sống đời đời. Đấng đó đến để cứu nhân loại, cứu nhân loại bằng cách hy sinh chính mạng sống của mình. Chúng ta biết đó là phương cách, chứ không phải đến để mà giảng đạo, mà đến để hy sinh. Đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Bây giờ chúng ta để ý ba cái từ này: một là đấng cứu thế, hai là Christ, ba là Chúa. Những cái người mà chăn chiên này nè, họ là những người Juda, họ là những người Israel. Cho nên đến chữ Christ thì họ hiểu ngay liền. Nói chữ Christ là họ hiểu ngay liền. Bởi vì đa số những người Juda đang mong đợi, trong những lời tiên tri của thời cũ, họ đang mong đợi đấng Messi. Messi chính là Christ. Messi trong tiếng Hebrew, còn Christ là dịch sang tiếng Hy Lạp. Nghĩa là họ đang trông đợi đấng Messi. Và bây giờ nói rằng hôm nay tại thành David đã sinh ra cho các ngươi được đấng Messi. Điều trong đời của họ bây giờ họ đã được báo. Họ đã được báo rằng là chính ngày hôm nay đấng Messi đã đến trên trần gian này. Họ rất là vui mừng. Nhưng mà ngoài chữ Messi ra, ngoài chữ Christ ra, thì còn có hai chữ là đấng cứu thế và là Chúa. Chúng ta biết chữ cứu thế này, chữ cứu nè, rồi chữ Chúa nè. Chúa này là Jehovah nè. Chúa chính là Jehovah nè. Đấy. Còn cứu nè là Sua nè. Cho nên nếu mà chúng ta ghép ba từ này lại thì thiên sứ đang công bố tên của Chúa Giêsu Christ, đó là Giêsu Christ. Chúng ta biết là coi như là Christ là biết rồi ha. Còn Giêsu có nghĩa là Jehovah Sua, Jehovah Sua. Jehovah là Chúa, còn Sua là cứu. Như vậy thì Chúa là Jehovah, Sua là cứu. Như vậy là đây là Giêsu Christ. Đó, ta thấy hay không? Nổi cái tên của Chúa Giêsu thì bao gồm hết rồi. Vừa là Chúa Jehovah đến để cứu nhân loại, và Ngài là đấng được sức dầu. Tại ý nghĩa chữ Christ Messi là chữ được sức dầu. Được sức dầu để làm vua, được sức dầu để làm thầy tế lễ, được sức dầu để làm tiên tri. Và những người được sức dầu chính là những người được Chúa sai phái. Trong thời cổ ước, hễ ai được sức dầu là người đó thuộc về Đức Chúa Trời, và được Chúa sai phái là người của Đức Chúa Trời. Như vậy thì ngay cả thiên sứ đã báo tin cho người ta là một sự vui mừng lớn cho muôn dân, và ngay cái tên thôi, ngay cái chức năng thôi là nói lên luôn cái tên của Chúa Giêsu Christ đầy đủ: Giêsu Christ. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc đọc bọc bằng khăn đặt nằm trong máng cỏ. Cái dấu này hơi lạ nha.
vừa là Christ, vừa là Chúa, vừa là Đấng Cứu Thế mà lại bọc băng không đồng nằm trong máng cỏ. Đó là dấu hiệu đó. Hễ mà đi về Jerusalem nha, mà nhìn coi đi về Bethlehem á, mà kiếm coi cái đứa trẻ nào á mà nó bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ thì đó mới là Christ. Chứ còn về mà thấy đứa trẻ nào nằm trên giường hay trong nôi này kia thì không phải nha. Cái dấu đó là đứa trẻ đó là Đấng Messi, Đấng Cứu Thế, là Jehovah, Đức Chúa Trời đến để cứu nhân loại, đó lại lại nằm trong máng cỏ, là dấu. Cái này khó tin lắm đó nha, khó tin lắm nha. Nhưng mà bởi vì chư thiên sứ báo mộng như vậy thì các kẻ chăn chiên này họ tin và họ đi tìm. Câu 13 nói là bỗng chốc có muôn vàng thiên sứ với thiên binh ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, muôn vàng thiên sứ thiên binh đó hát ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất đa cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Chúng ta biết rằng là trong cái đêm mà thiên sứ ra báo mộng cho các kẻ chăn chiên á, không có tưng bừng giống như ngày hôm nay đâu, không có tưng bừng như ngày hôm nay đâu, những giáng sinh ngày hôm nay đâu. Đêm đó là yên lặng hoàn toàn, chỉ có thiên sứ với các kẻ chăn chiên với nhau thôi. Nhưng mà các chăn chiên thì nhìn lên trời thấy là coi như muôn vàng thiên binh thiên sứ ngợi khen Đức Chúa Trời. Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Như vậy là câu này nói gì? Nói là vinh quang của Chúa, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Chữ bình an dưới đất, ân trạch ở đây là ân điển dành cho con người, ân điển dành cho con người. Ở trên thiên đàng thì Chúa vinh hiển, ở trên thiên đàng thì Chúa vinh hiển, ở dưới đất thì bình an và ân điển cho loài người. Nhưng mà chúng ta để ý, chúng ta để ý chữ bình an này đấy, không phải là bình an cho thế gian đâu. Ngày hôm nay chúng ta nghe vào những bài hát nói là hòa bình cho nhân loại, là hòa bình cho thế giới, hòa bình cho loài người này kia. Chúa Giêsu đến đem hòa bình. Chúa Giêsu nói ta không đến đem bảo bình an. Chúa Giêsu nói ta không đến đem bình an. Chúa ta đến để đem cho sự tranh đấu, có là cha tranh đấu với con, rồi mẹ tranh đấu, người nhà tranh đấu với nhau, rồi thậm chí bắt nộp với nhau nữa. Chúa nói ta không đến để đem bình an cho thế gian này. Nhiều người nói rằng hòa bình dưới đất hỷ hang hỷ hân muôn người gì đó, vân vân. Không, cái bình an dưới đất này là chỉ bình an chỉ dành cho những người tiếp nhận Chúa Giêsu Christ thì mới có sự bình an thật sự từ nơi Đức Chúa Trời. Mà thế giới này không có bình an. Bình an dưới đất là bình an cho những người nào tiếp nhận, chứ không phải là bình an cho thế gian này. Bởi vì thế gian này càng ngày sẽ càng rối ren, càng rối loạn hơn, cho đến chừng rối loạn cực điểm luôn, chứ không phải là bình an đâu. Tại vì thiên sứ, tại vì ma quỷ á, thì càng ngày nó càng giận hoảng, nó biết ngày của nó gần cuối rồi thì nó càng giận hoảng, nó gây nhiều rối ren, chiến tranh, dịch lệ, thảm khốc này kia. Không có bình an cho thế giới này đâu quý vị. Đừng có mong đợi sự bình an cho thế giới này. Chỉ có sự bình an cho những kẻ ở trong Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu nói ta để cho các ngươi sự bình an, ta ban cho các ngươi sự bình an. Sự bình an của ta chứ không phải sự bình an của thế gian này. Cho nên sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao. Ở đây chúng ta cũng có thể hiểu rằng là sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao. Thiên sứ đang nói tiên tri về đứa trẻ. Thiên sứ nói tiên tri về đứa trẻ thì tương lai sẽ được ngồi, đứa trẻ sẽ là được danh của đứa trẻ đó, danh của Ngài đó, Chúa Giêsu đó sẽ được tôn vinh lên trên các tầng trời. Như trong sách Philip nói rằng Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đã vâng phục Đức Chúa Trời, thậm chí vâng phục cho đến chết, và nhờ đó Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, danh trên hết mọi danh. Mọi đầu gối trên trời dưới đất, mọi đầu gối trên trời dưới đất, phải bên dưới đất là địa ngục luôn á, phải quỳ xuống khi nghe danh Chúa Giêsu Christ. Thì đó là sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao. Thiên sứ đang công bố đứa trẻ là một cứu Chúa, mà đứa trẻ cũng sẽ trở thành một vị vua cai quản cả vũ trụ này, và danh của Ngài là danh được vinh hiển trên các tầng trời. Tương lai đó, rồi Ngài sẽ ban sự bình an cho những kẻ mà coi như là thuộc về Ngài.
và ân điển cho những kẻ nào thuộc về Ngài. Ân điển cho những kẻ nào thuộc về Ngài. Rồi chúng ta đọc tiếp đi. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng, chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Các kẻ chăn chiên đã trở về, gặp con trẻ và tin. Được thiên sứ báo và gặp con trẻ và tin. Đặc biệt là Mary thì ghi nhớ những lời mà những cái kẻ này nói. Bà ghi nhớ bởi vì bà biết con trẻ này là con Đức Chúa Trời. Cho nên những cái sự việc mà xảy ra đó, những cái đẻ chăn chiên nói báo mộng đó, đó là điều mà bà đã biết rõ ràng. Bà có một cái sự xác nhận rõ ràng con trẻ là con của Đức Chúa Trời. Đấy. Là đến Messi luôn. Tại vì mấy người này về nói những cái lời mà thiên sứ nói. Thuật lại những lời mà thiên sứ nói về con trẻ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Ngài là gì? Ngài là đấng Christ, là Ngài là Christ, là Chúa, là đấng cứu thế. Nói rõ vậy. Cho nên là Mary nhận diện ra rõ ràng, có một cái sự xác nhận rõ ràng. Thường là chúng ta biết rằng khi chúng ta nghe lời tiên tri mà có thể là có sự mặc khải hay là có lời tiên tri vào nào đó thế, thì chúng ta khoan vội để mà coi như là khoan vội mà tin ngay khi mà mình nghe lời tiên tri từ con người nào đó, thì chúng ta cần có sự xác nhận. Tất nhiên là khi Mary nghe thiên sứ thì Mary đã tin rồi, nhưng mà thiên sứ muốn làm, Chúa muốn làm chắc cho Mary nữa, khi mà con trẻ sanh ra thì Chúa dùng những cái người khác để mà xác nhận cho Mary. Rồi cảm ơn Chúa, chúng ta điểm qua những cái điểm quan trọng mà trong cái phần này nói đến. Về thứ nhất là chúng ta biết rằng là cái việc mà lập sổ dân của hoàng đế La Mã là Caesar Augusto đó, nó nằm trong ý định của Đức Chúa Trời. Bởi vì đấng Messi phải sanh ra tại Bethlehem xứ Giu-đê. Cho nên là khi mà hoàng đế lập ra sổ dân đó thì ông Giu-đa, ông Joseph và Mary phải buộc đi từ xứ Galilee là miền Bắc xuống miền Nam. Đó là cái chương trình của Đức Chúa Trời phải được ứng nghiệm. Cho nên cái việc mà Chúa Giê-xu sinh ra tại Bethlehem là đúng ứng nghiệm lời tiên tri. Chúa cũng có chương trình cho chúng ta và Ngài có quyền làm tất cả mọi điều để mà đem cái điều đó đến với chúng ta. Đem để cho thực hiện cái chương trình ứng nghiệm trên đời sống chúng ta. Giống như là Joseph vậy đó. Joseph bị quăng xuống lòng giếng. Joseph bị quăng xuống giếng, bị các anh mình quăng xuống giếng. Nhưng mà ngay lúc đó lại có một đoàn Ít-ma-ên, đoàn người Ít-ma-ên là đoàn buôn Ít-ma-ên đi ngang qua. Ngay lúc Joseph bị quăng xuống giếng thì có một đoàn Ít-ma-ên đi ngang qua. Nó không phải tình cờ đó. Chúa dẫn cái đoàn này đến đó ngay lúc Joseph bị quăng xuống giếng, và các anh bắt Joseph lên đem bán, chứ không thôi Joseph chết ở trong đó rồi. Mà bán cho ai? Không bán, mà bán cho cái đoàn dân Ít-ma-ên, họ đang hành trình đi đến Ai Cập. Và Chúa thì trước đó Chúa nói với Abraham, trước đó lâu lắm rồi, chưa có Joseph, chưa có các anh, chưa có Gia-cốp, thì Chúa đã nói Abraham là dân sự của ngươi, dòng dõi của ngươi sẽ là coi kiều ngụ tại Ai Cập 430 năm. Và chúng ta thấy rằng là điều đó nó xảy ra một cách chính xác, là đoàn buôn đó đem Joseph qua Ai Cập, rồi đến phiên Ai Cập. Tại Ai Cập Đức Chúa Trời đã giấy ông lên trở thành tể tướng Ai Cập, rồi dân Israel qua Ai Cập kiều ngụ ở tại đó 400 mấy mươi năm, chính xác luôn mọi chương trình của Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta học thêm gì nữa là gì nữa? Con trẻ được sanh ra mà thiên sứ báo đó là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Tiên tri trước, đứa trẻ sanh ra sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân, không phải cho một dân tộc mà cho muôn dân. Bởi vì con trẻ đó là đấng cứu thế, là đấng Messi Christ và là Chúa,
ghép ba từ này lại thì đó chính là Giêsu Christ. Bởi Giêsu có nghĩa là Jehovah Sua, Sua là cứu, Giêsu có nghĩa là Jehovah cứu, rồi thêm chữ Christ nữa là đấng Messi. Thiên sứ đã báo cho biết cái tên của Chúa Giêsu Christ luôn qua cái chức năng của Ngài, qua nhiệm vụ của Ngài. Lý do mà con trẻ mà phải nằm trong máng cỏ là vì của Chúa Giêsu muốn đánh đổi cái sự nghèo khó của chúng ta để chúng ta lấy sự giàu có chính Ngài có, chứ không phải là tự nhiên đâu. Đức Chúa Trời đã sắp đặt cái chuyện này để Chúa Giêsu phải trả giá cho chúng ta, bởi vì chúng ta đã bị rủa xả do tội của Adam và tội của chính chúng ta. Rồi chúng ta học thêm nữa là cái gì, là trong câu 14, thiên sứ tiên tri trước về việc mà con trẻ sẽ có một cái danh của Ngài vô cùng vinh hiển trên các tầng trời, và Ngài đem lại sự bình an cho con người. Tất nhiên chỉ sự bình an cho những người nào tiếp nhận Ngài và ân điển dành cho họ, chứ không phải cho thế giới này. Không có bình an cho thế giới, không có hòa bình cho thế giới đâu, quý vị. Bởi vì Chúa nói ta không đến đem sự bình an. Mà chúng ta biết trong Ma-thi-ơ Chúa nói sự bình an chỉ dành cho những con cái của Đức Chúa Trời thôi. Rồi xin Chúa ban phước cho anh chị em chúng ta. Chúng ta sẽ học câu gốc này, câu 10.